Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay lên cho anh em một con động cơ Yanma 3T66 ha. Yanma 3T66 14 PS 2008 đến 3050 tua. Đây nè. Số chữ đi là 53846 ha. Rồi, máy thì cực kỳ đây. Đây, em dòm nè. Xuất sắc luôn. Vừa xa vừa gần anh em xem được cái máy nó đẹp tới nào ha. Tinh lóc liếc nè anh em thấy không, đèn vui cực kỳ đẹp. Bây giờ bô bọng nè anh em thấy không, đèn vui luôn, đẹp kiểu luôn, mỹ màu. Con này nó có bơm nữa nè, bơm nắp nè. Theo bốc hàng nè, anh em thấy không? Hàng đi mỗi ngày ha. Đó. Lên xe. Đó. 10 tháng 4. Đó, lên xe. Ôi, từ từ thôi. Đó. Đi được anh em thương, đi được hai kiện ha. Đó, hai cục máy. Em về An Giang. Đó. Con này thì về quận 12. Đó. Hai cục phủ phủ đó. Rồi, thì mấy anh em hay hỏi là sao mà bán nhiều. Thì nói thiệt với anh em, cái mùa này thì bán chỉ đủ trả tiền mặt bằng bãi thôi anh em. Mặt bằng bãi với lại lương lậu của thợ thôi. Đó. Rồi sang năm mình tính tiếp, chứ năm nay là khổ quá khổ rồi anh em. Đó. Mình lấy mình bán lời ít để mình lấy tiếng anh em. Để tiếng thơm sau này. Sang năm tính tiếp chứ năm nay thua rồi. Năm ngoái đi, năm nay là bánh sát đó. Thì con này thì để cho anh em với giá là 9 triệu ha. Đó. Đây, đây coi dầu, bếp dầu đây nè, đó, anh em thấy không? Đó nè. Bình sơn thì nó có, máy cũ thì nó có 1-2 chỗ nó bong chốc ha. Chứ nó cũng không có hoàn thiện mới hết được đâu. Những cái con mà không bong chốc mà nó hiếm lắm anh em. Thường là một là nó nằm trong phát hiện, hai là đóng công cực kỳ kỹ. Còn nó về thì nó cũng qua đập một số chỗ nè anh em thấy không đó, đó. Nhưng mà chất máy thì đó mình nhìn là mình biết thôi, đây nè. Đó. Chưa mở ống xả dầu nè anh em thấy không? Đó. Đó. Những cái chỗ nó bong sơn ra mà nó còn bảy màu là anh em biết rồi ha. Cực kỳ thôi. Cổ vô nè. Theo tới bốc hàng buổi chiều ha. Có mua về chạy vỏ hay là chế cục phát điện 5kg á, thì con này cũng ok lắm anh em. Đó. Còn cái phần cái cục đài này nè, ô là cái cục bơm ben này nè. Đó, nếu mà anh em có chế cháo gì á, thì mình chế, còn không thì mình rút ra nha. Tại vì có nhiều anh em về cứ để cái bơm ben đó chạy cái từ từ cái nó thực nó đứng máy rồi xong nó đề nó quay nó không nổi. Cái nhiều anh em gọi hỏi rồi sao thì em nói là nó bị cái đó đó. Thì cũng có nhiều người mua ở những cửa hàng khác, những bãi khác chứ không phải riêng một mình cửa hàng em ha. Đó thì đây thì em cũng nói với anh em luôn, đó là mình không xài thì mình bỏ ha, chứ đừng có để vô, nó cũng đơn giản lắm đó. Mình mở cái này ra nè, đây nó có vàng ốc, mình mở ra xong ở trong nó có hai cái ruột, mình rút cái ruột ra, mình bỏ cái này vô lại để nó đừng xì nhớt thôi. Nó cũng đơn giản lắm, khỏi cần phải làm mặt bít mặt cuốn gì cho nó cực, nhức nhẹ là nổ thôi. Đơn giản. Rồi, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ha. Số điện thoại em để trên màn hình video.
Một lần nữa cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.